Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 10 tháng 5 năm 2022 của mình. Ngày hôm nay buổi chiều ngày hôm nay thì lộc miền Nam trên kênh của mình nó về được cái lộc đó là cái con 73, được hai con ở trên cái đài thành phố. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại bên dưới này. Tiếp tục mình dự đoán miền Nam ngày mai 10 tháng 5 trên đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Ở Bến Tre thì mình dự đoán các cặp 25-52, còn Vũng Tàu thì mình dự đoán cái cặp 3993, còn ở Bạc Liêu thì mình dự đoán cái cặp 1991. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Còn anh chị em nào muốn có số đẹp để tham khảo dự đoán cho ngày mai thì liên hệ với số điện thoại nha. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc trong ngày mai.